Báo cáo số 252 ngày 8 tháng 8 của Sở Xây dựng Hà Nội về chất lượng nước ở khu đô thị Thanh Hà Sienco 5 gửi Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho thấy có 14 trên 16 mẫu tại nhiều bể chứa cũng như lấy ngẫu nhiên tại vòi trong các căn hộ không đạt quy chuẩn. Thực hiện chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải tại văn bản số 2595 CV-BVTU ngày 20 tháng 7 năm 2018 và chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tại văn bản số 3215 Ủy ban Nhân dân TKBT ngày 16 tháng 7 năm 2018 về việc giải quyết thông tin báo chí phản ánh về tình trạng nước nhiễm bẩn ở khu đô thị Thanh Hà. Sở Xây dựng Hà Nội đã phối hợp với Sở Y tế và Ủy ban Nhân dân quận Hà Đông, Ủy ban Nhân dân huyện Thanh Oai cùng các đơn vị liên quan kiểm tra chất lượng nguồn nước tại khu đô thị Thanh Hà, theo thông tin người dân và báo chí phản ánh. Sau kiểm tra, Trung tâm Y tế Dự phòng Hà Nội đã có báo cáo kết quả kiểm tra mẫu nước tại khu đô thị Thanh Hà Sienco 5. Trên cơ sở đó, Sở Xây dựng Hà Nội đã có báo cáo về thực trạng nước ở khu đô thị Thanh Hà Sienco 5. Theo đó, chỉ có 2 trên 16 mẫu đạt quy chuẩn y tế, còn 14 trên 16 mẫu tại nhiều bể chứa cũng như lấy ngẫu nhiên tại vòi trong các căn hộ không đạt yêu cầu. Cụ thể có 8 mẫu tại bể ngầm tòa M1C, bể ngầm tòa HH021A, vòi các phòng 324 tòa M1C, 246 M1B, 1032 tòa HH021B, 708 tòa HH01B, 326 tòa HH01C, 608 tòa A, HH03A có 6 trên 16 chỉ tiêu không đạt chuẩn là màu sắc chỉ số Beckmann-Gannat Nitride. Có 6 mẫu tại vòi phòng 412 tòa M1A, 1216 tòa HH021C, 432 tòa HH022A, 534 tòa HH022B, 834 tòa HH022C, 430 tòa HH011A có chỉ số arsen từ 0,013 đến 0,015mg trên lít, không đạt quy chuẩn 0,01mg trên lít. Ngoài ra có một mẫu tại vòi phòng 430 tòa HH01A có chỉ số coliform không đạt quy chuẩn, hai mẫu tại vòi phòng 1216 tòa HH02-1C và 534 tòa HH022B có chỉ số amoni không đạt quy chuẩn. Trước đó, khi bán căn hộ cho người dân, chủ đầu tư cam kết cư dân khu đô thị này sẽ được dùng nước sạch từ đường ống nước sạch sông Đà hoặc nhà máy nước sạch Hà Đông cấp cho khu đô thị. Tuy nhiên, khi bàn giao nhà, hàng nghìn hộ dân chuyển về sinh sống mới ngã ngửa khi nhận ra chủ đầu tư đã tự ý ký hợp đồng với công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư Nhất Phát, một trạm khai thác nước ngầm cạnh Nghĩa Trang vào cấp nước cho cả khu đô thị này.